này bỏ luôn nè, nó giục luôn nè, này để chi bút lớn là nó cắt bớt nó mà. Cây mai về mà bán 10 triệu mà nó là thiếu tàn chê nè. Chào chú không ở, chào dạ. Anh Tú. À, chào không? Cây này là người ta chơi hả chú? Người ta chơi. 10 triệu hả chú? 10 triệu mà nó chê là thiếu tàn. Để anh Tú nghiên cứu rồi. Mà đúng rồi, thiếu kìa, ta nói ta chơi thiếu nhẹ cho này thôi, nhưng mà mút lớn rồi là đủ lại hà, lớn rồi là mốt nó bóp dế vậy. Với tổng trị giá lên tới vài tỷ luôn các bạn. Thì mốt cái quà nó to. Không, bên này nó thiếu nè, này phải bên này thiếu nè. Ừ. Giờ cứu chỗ này. Ừ. Mà cắt này lên bỏ hết. Lên tới vài tỷ. Thì để cũng việc hà. Đây nè. Hôm bữa cái vụ mà anh Tú cá với anh Úc Phương là cái gì đó, cắt cái gì đó. Cắt gì ta? Đó, à, cái đó là khác, còn này khác nữa. Mấy cái nhỏ nhỏ là bỏ hết luôn phải không? Bỏ hết, chứ cái bay lớn vậy để đủ tàn rồi. Cắt hai chục xu ha. Nó dư rồi nè, thấy không nè. Cắt ở bên đó, à, dư bên đó phải không? Dư, không thiếu đâu, cái bự mà. Đó. Để bỏ nè. Ô, nhanh nó bự quá. Bỏ, mày đốt gồng này hết, không có gì đâu. Hả? Này bỏ luôn nè. Bỏ luôn hả? Ừ. Mình cắt không có, mình cắt mua đẻ. Quá hình lắm mùa đẹp. Hay giờ mình cắt xuống đây luôn. Đâu có. Đâu được, đâu được. Không, đứa con cắt cái này chú. Đúng rồi, không có đúng á. Đúng á. Không lâu đâu. Tại nếu là mạnh nè, yếu nè. Mình nuôi một cây thì được. Nhưng mà nuôi nhiều cây là bốc nó quên. Là giết cái này thiếu cái này nè. Là giết cái đẹp. Xong rồi trả ra con. Nhưng mà nó vẫn thiếu, cắt nó vẫn thiếu nha. Không, cái này không sao đó. Được. Chúng mình nghiên cứu làm thử cái này coi đạt không. Bây giờ vậy đi, bây giờ trong cái này giờ thiếu, giờ làm sao anh Tú, nếu mà chỗ này nè. Giờ mình thử mình đóng cái bài điên, đóng tàn. Đóng thật cái bài điên thử coi nó nuôi nổi không. Đợt mốt mình tìm cách mình cứu cái này. Nghe nói ở vườn chú Hùng Mở là nhiều cái mai bóng đẹp lắm nha. Mà sẵn đây chú Hùng Mở cho con hỏi luôn nha. Cái cây mà anh Công, chú biết cây của anh Công không? À, cái cây đó là xưa là của chú phải không? À. Lấy cây đó là cây zin hay cây ghép hả chú? Cây zin mà. Cây zin hả chú? Cây đó là hồi đó chú trồng hay là chú mua lại của trồng, ai? Trồng. Chú trồng luôn hả? Trồng đâu chứ? Ngay đó, ngay có hồ đủ đó. Ngay có hồ đủ chết đó. Ở đâu chú? Cái đó hả? Ngay có hồ đủ đó luôn. À, ngay đó luôn hả? Cây mới dày vô đó. À, hồi trước cây của anh Công là ngay đây luôn. Ừ. À. Trước nhà mà. Là chú trồng từ hồi nhỏ luôn, hồi nhỏ luôn. Ừ. Cái đó là trồng bao nhiêu lâu mới được như vậy chú? Mười mấy năm. Được 18 năm không chú? Có cây đó hồi đó lúc anh Công bứng là 13 năm mà. Mười mấy năm rồi. Là anh Công bứng hồi năm nào chứ? 12 13. Gì? Nay là lâu rồi. 10 năm à. 10 năm rồi. Đâu đó, hồi chưa tới 10 năm. Thì 6 năm. Lúc đó 10 năm. À đúng rồi, vậy cái 16 năm. 10 năm mà bứng về dưới 6 năm rồi. À, bứng về dưới 6 năm cộng với 12. Cộng với 12 là 18 hả? Không có. Ừ đúng rồi, cộng 12 là 18. Đúng không? Vậy là cây đó là 18 năm đó, đó anh Tú. Ừ. 18 năm mà bữa hoành nó được nhiêu em quên rồi anh. Năm mấy hả? Năm mấy 60 phải không? Là 18 năm đó. Ừ. Rồi giờ cây không biết là cái cây đó là cái bông đẹp nhất ở vườn của chú Hùng Mở chưa? Thì nói chung là đẹp, cũng còn nhiều cái đẹp nữa, nhưng mà cây đó thì cũng đạt ra một số. Mình còn nhiều cây đẹp nữa. Còn nhiều cây đẹp nữa ha. Hay là giờ mình đi tham quan vườn chú Hùng Mở rồi mình kiếm cây bông đẹp cái mình ghép vô đó luôn. Anh Tú thấy ok. Đây rồi, rồi. Đây bây giờ để tham quan vườn chú Hùng Mở luôn nha. Hồi trước là có vô vườn chú một lần với anh Đủ Lực mà cũng quên đường vô rồi chú Hùng Mở ơi. Cái này là đường mình đi kênh xã tỉnh đi thẳng hết luôn. Đi từ Trầm Lầy 2. Trầm Lầy 2. Kênh xã tỉnh là mình đi vô nữa. Vô nữa xong rồi tới đường Trầm Lầy 2. Là mình vô đây đi thẳng hết gần cuối đường là vô đây anh chị. Trước mặt là thấy có số bông chỗ kìa. Sao không lượng cây này với cây đó kêu 17 triệu mà. Cái cỡ này là nhiêu vậy chú? Cái này nè. Cái này bán 4 triệu nhiêu. Bao nhiêu chứ? 4 triệu hả? À. Mà cái này hoành chắc cũng cỡ 35, 37 hả chú? 35 à? Cỡ không? Được không, 35 à? Cái này 34 à? 34 ha, 34 hoành.
34 hoành, chú không mở bán 4 triệu vô đi mua bà con. Bông này một, hai, cao 3 mét, 12 cánh rồi. Cái nhỏ xấu mình ra đâu bán giá cao được. Phải hơn 12 á. 2 4 6 8 10 12 14 15 2 4 6 8 10 12 14 cánh. 14 cánh không? Tại cây này tàn nó xấu mà đâu bán giá cao được. Cây 14 cánh mà đâu có thấy bị đốc gì đâu. Nó đâu có đốc dưới 10 cánh phải không? Cái này đẹp mình thấy là nó không dưới 10 cánh nè. Ừ. Dạng đậm nha. Cái này chú Hùng Mở đang bán 4 triệu nè anh chị. Nay vô review cho anh chị xem nè. Năm nay chú có cho chỗ cây nào mà hết luôn không chú? Chỗ hết, năm nay hết bông rồi. Hết bông. Coi như cây này bao nhiêu chú? Chú. Cây này bao nhiêu? Cỡ cây này. Cỡ nhà lớn này 7 triệu. 7 triệu. Cây này hoành chắc cỡ 30 38. 7 triệu. Đây bông đây. Bông đẹp luôn ha. À. Bông nè. Ừ, thấy cây bông đẹp là em hỏi giá giùm anh chị liền. Đó, cây bông đẹp ha. Cái này bông đẹp luôn nè. Ủa cây bông đẹp gì có mấy triệu à? À. Đó. Tỷ lệ đạt trên cây bông đẹp dữ nè, thấy không? Không có bị đốc 5 cánh. Ừ. Không bị dưới không dưới 10 cánh luôn á. Không có, cây này có đốc. Nè, có bông cũ không mới. Nếu mà bông cũ là rụng á. Bông mới nè. Còn nhị không? Còn nhị nè. 6 cánh. Thấy không? Nhị vàng 6 cánh. Vậy là cây này mới ghê nè. 4 triệu lụm liền. Nè. Ừ. Nè cây này coi chân nụ nó ra được bao nhiêu chân nè. Cây lụm liền. 4. 4. Anh Tú đang me lụm nè, cái này 5 nè anh Tú. 5 không? 5 nè. Đó, anh Tú đang me lụm rồi. Cái đầu 7 chân. Ừ, cái này 7 chừng 8 chừng. Cái này không đặt lá thì nó không có chuẩn lắm. Rồi, em chọn cho anh chị cái này đầu tiên nè. 4 triệu. Lát để em xin sơn lại. Vậy 7 4. 7. Cái này kìa 4. Ờ, à, cái 4 triệu. 4 triệu ở chừng lậu nha. Mày mua cái bông chứ đâu mua cây đâu. Cho số liền chú không mở. 091 888 7245. À là chú số chú không mở nha, cây mai chùm này nhiêu chú? Nhưng mà cây này mè đang kêu 2 triệu rưỡi rồi. 2 triệu rưỡi anh chị. Nhưng mà cây này là có dưới 10 cánh nha. À, từ 6 tới 12 có. Có lộn xộn. À, để em coi cái cây nào mà xịn xịn á. Cây này sáng ông kia không à. Nó kêu 7 triệu không chạy này chú. Cây nào ạ? À, bây giờ vườn chú không mở, chú không mở. Đi dắt đi tham quan mấy cây đẹp đẹp, bông đẹp đi. Đây nè, cây này đẹp nè anh Tú. Đi chậm chậm thôi chú không mở ơi. Cây nào 7 triệu mà chê đâu. 7 triệu mà không chê đó. Cây này hả chú? Ừ. Bông này mi yếu cánh. Cây này cao trên 2,5 m. Ồ cái tàn điều nha. Thì nó không lựa mà. Ừ. Đúng. Đâu xứng giờ cây này. Tàn điều. Tàn điều bóng này hơi nhỏ không? Ít cánh hơn hả? Hà nó khéo quá. Có cái này màu thì được nè. Còn cánh sao cánh chưa. Nó bị... Năm cánh khéo hết rồi. Này cánh từ 6. Nè. 6, 8 có luôn. 6 tới 12 cánh quá. Thường 6 thì 6 tới 12 cánh. Rồi cây này tàn đều ha, tàn nó tới 1, 2, mà cái 3. Cái màu là sáng ghê luôn nè. Để đi vòng vòng coi cây nào đẹp nhất của mình lụm vô mình ghép vô cây kia. Dớt cây kia phải không? À. Đó, cây này chùm anh Tú. Ừ. Này chùm mà. Ở trên anh chùm đó. Cái này chùm. 7 triệu hoành nó tầm khoảng cỡ 30 mấy á. 30. Dạ. 30. Hơn. Thằng này sao 30 anh Tú? Năm cái mấy hoành. Không có 30 Hồng ơi. 50 không? 50. Ôi giống một xiên đúc Hồng ơi. Nè cái này cắt nhánh đi coi nè. Ê, rồi mất tiêu rồi. Nè. Nè. Giống đi kèo kinh khủng rồi nè. Cái này màu vàng đậm.
Để giờ để chú đi đem vòng chú dắt coi cây nào có bông gió đẹp đẹp mà mình nghiên cứu ghép cây anh chú không mở. Trả nhìn lít này vậy đi. À, trong lúc mà chú dẫn đi thì em sẽ quan sát xung quanh coi có cây nào đẹp không. Anh Tú đang canh me á. Cái đẹp nè anh Tú. Cái đó giờ bán cho ông kia 25 triệu á. Bự đó hả? Cái bự này. Kêu quanh quanh 40 có à. Cái bự này 25 triệu nè anh chị. À, cây này chiều cao nó được 3,5 m. Ngang nó được cỡ 3 m. 25 triệu. Này có hoành 50 có, gần 50. 47 50 gì đó. Bông nè. Này mai tạc đào. Ừ, mai tạc đào nhưng mà nó cũng có cốt nha. Có một cốt đi lên kìa. Ừ. Tạc đào nhưng mà có cốt chủ à. Một cốt chứ. Ở đây như chú Hùng ở ở chú không mở. Hồi xưa tên chú là ai đặt cho chú vậy? Mập luôn. Giờ ốm lại phải không? Là biệt danh của chú từ hồi nhỏ á. 2 lớp à. 2 lớp. Cỡ cây này cỡ nhiêu chú? Cây đó hả? 40. 40, cây này hoành trên 50 á. Hoành trên 50. Chiều cao của nó khoảng 4,5 m trở lên. Dạng bông. Bông này thì cái cánh tròn ha. Cánh tròn, bông này quá cánh tròn. Mỗi điều bông. Mỗi bông nó có gì nó đều đẹp khác nhau. Người thích này thích kia. Đừng đi ha. Ở đây tổng cộng rộng bao nhiêu chú? Trọng bao nhiêu mét chú? Vườn mình hả? Dạ. Vườn mình 34.000. 34.000 mét vuông. Dữ vậy. Rồi đi sao hết? Bữa trước con có vô vô lúc đó là cái mai nhỏ nhỏ không à? Mấy năm rồi đó. 2-3 năm gì đó. Cây này khi ngủ mà nó bông nó nhỏ uống vậy. Ngủ dưới hàng này. Khi giống ngày trước đó thôi. Nào. Bờ lắm hơn. Khi ngủ lắm mà nó bông nó hơi nhỏ. Bông nó cũng 6 xăng rưỡi 7 xăng nè. Rồi chú lên bò bị nhưng mà này có cánh chuồng à. Nó cánh chuồng nó yếu là yếu bên chuồng. Có cánh chuồng nè. Bông cánh chuồng. Bởi vậy anh chị mà đi mua những cây mai zin á là mình phải tới tận nơi mình đi kiếm xem cái mặt bông gió. Mà bông gió chỉ có thời điểm bây giờ nè, hoặc là tháng 10 hết chú. Kiểu như mình đi mua cây mình phải thấy tận bông á, thấy bông tận tận mặt mình mua nó mới ngon. Giấu gọn cây dưới kìa. Giống cây đó. Ở đâu? Thôi giờ chỉ rồi, giờ chỉ rồi nè. Có gì? Nhưng không lấy giống. Cây chứ không còn mấy cây đã lắm, không giống. Tại không lẽ 34.000 không có cây đẹp. Anh nói sao? Mà chú không mở cho anh hỏi, phải chú là
Người thứ hai tới cái từ Thủ Đức tới làng Mai Bình Lợi nè, không chú? Mình là người đầu tiên chứ. Ai đầu tiên hả chú? Đầu tiên tới đây, đầu tiên mua miếng đất này. Là hồi đó lúc mà chú mua tới đây là dưới đây là còn bán thơm hả? Đâu, lúc đó mía. Bán mía hả? Trồng mía. À, trồng mía. Là cỡ bao nhiêu năm rồi chú? Mua lúc nào tháng 11, 2005. À, tháng 11, 2005. Lúc đó trên này đó còn rẻ chú ha. Rẻ mà lúc đó đường đâu đi được đâu. À. Lúc đó mà cỡ Hóc Môn là coi như là muốn đi về quê rồi đó. Ở đây xa hơn Hóc Môn một chút. Nhưng mà giờ là thành phố rồi. Mình yêu nghề mới vô đây mua. Dạ. Hồi đó yêu nghề mới vô đây mua đất mình làm. À. Cây bóng được quá nè. Khánh khích à. Bây giờ làm gì có mà có tiền vô đây mua đất cỡ này. Khánh khích à. Ừ. Kìa có bông to ghê kìa. Đây chưa được. Mình cây trầm kìa phải không? Ừ. Trầm nó mới hương rồi, không được rồi. Bông to ghê luôn. Cánh khích ha. Khích, không được. Cỡ cây này nhiêu chú? Hàng này cây đó chắc 5 triệu. 5 triệu hơn cây đầu xíu. Cây này ngon hơn cây đầu. Ngon cây đầu. Tạng đều hơn, lớn tạng. Này có đế, có đế. Có đế, cái này mới bầu mà. Mà. Cái này để đế ngon à, đế sổ nè anh chị. Cái này đế sổ ha. Để cái đó nha. Ờ, cái này hoành cũng gần 30 á. Cỡ 28 30 hoành. Rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi. Thấy gì anh? Thấy rồi. Ồ, nguyên một lùm, nguyên một lùm luôn. Tiêu cái bé con khác nào ơi. Tiêu đó, đừng tiêu đó. Từ từ phải không? Từ từ dạ cao năm trước bông cũng đẹp à. Trời ơi né né qua bên anh chị thấy hơi vàng vàng phía sau không? Giờ mình qua cây bên này trước nè, cây qua cây anh Tú trước nè. Gặp gặp quá năm trước không ạ. Chùm hao nào trước con chùm à. Gió nó cục cục hay không? Cây này đẹp. Ôi, xuyên nụ hồng ơi nè. Ừ. Cây đẹp á. Wow. Cỡ cây này nhiêu chú? Cây này mười mấy triệu. Mười mấy triệu. Mười hai triệu ha. Trời ơi. Cây này hoành cỡ 35 quá. Ừ. À, cỡ đó. Hoành cỡ 35 anh chị. 12 triệu. Giờ nhiều quá là biết chứ hồi đó cái cả đây mới học nó không còn đâu. Cái này lấy hết rồi. Trong ừ. Đâu chưa. Rồi bây giờ mình qua tới cây vàng khè nè. Qua đây. Qua đây. Chú mở vô lấy cái hình chú. Ai. À, đây lấy hình nha. Hả, anh Tú cao quá, anh Tú đứng bên trong này để chú đứng trước đây. Rồi. Đè số bụng hả? Rồi xích qua. Rồi. Để nón lên tí xíu nữa chè. Ờ à, đó. Lên tí nữa chú. Nắng. Lên cái là lấy hình thôi. À rồi 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 đó mặt cho sáng sủa. Rồi ok, được rồi đó. Rồi mình xem coi cái cây này coi. Sáu bông nè, mày à. Thấy chùm nó dữ nha. Nhưng mà thằng này nó cánh chưa thích lắm à. Hai lớp phải không? Hai lớp nhưng mà nó cúp nè. Hai lớp. Ở đây chú chắc cũng tiễn bông thẳng với bông cúp không chứ đâu có lật. Cỡ cây này thì nhiêu chú? Cái này chắc cũng mười mấy triệu. Cái này hoành 30 hơn. Ba mấy hoành. Này có đế à. Có đế hả chú? Tại lên bồn mà mấy năm rồi. À, mấy cây lên bồn là chắc chắn sẽ có đế. Nè, lựa lật cái mình xem cái bông nằm trong mát nè. Nó mát là nó không? Nó chững hơn phải không? Ừ, dưới nắng nó bị teo. Nó teo không? Nó teo cái cánh bông á chứ phải teo gì nè ha nè. Nó bông nó còn thẳng.
bông thẳng. À, lấy chú cây này nhiêu chứ? Mấy triệu. Cái bộ mấy? 11 hay là 19? 15, 15. Này mà lạc ra đã bị cây đá mà. Ừ. Cây đã mầm. Tết giờ chú không có lặt cây nào hết nguyên cây hả chú? Tàn sát hết rồi. À, nở hết rồi. Bên đây, bên này đây qua coi. Ở đây còn hai lỗ này không lắp ta. Lắp ha. Dạ. Dạ rồi đào đào là sắp tới đó. Giờ đẩy về được 3 cây không? Ừ, ha. 14 cây 5 cây 7. Thấy không? Đúng rồi. Nhưng mà cây số 1 là hơi bị ghẻ. Thiếu tàn ta sửa tàn lại. Bên này của chú luôn hả? À, mình ngăn ngăn cách bởi cái con đường này nè. Bữa nào em lấy một cái livecam xin phép xả xuống quay cái vườn chú từ trên cao coi. Chứ giờ đi ở dưới đây là coi như là không biết đường gì hết á. Chắc là biết đường lên phải không? Ờ, không, không nhớ đường lên luôn. À, mấy con trong kia cả trái không. Mấy cây chú để vô bồn vậy là trung bình nó tầm khoảng nhiêu chú? Từ 7 triệu tới 10 triệu ha. Mà mấy cây dưới bồn này nè. Điện ở khúc dưới này chú tâm đắc nhất là cái cây nào chú không ở chứ không? Cây này bông cũng đạt lắm. Cây này ha. Sao cây này thấy có đánh dấu à? Dấu rồi. À, cây này, cây này cái lá nó cũng bự đó nha. Cỡ cây này nó cỡ bao nhiêu, tầm giá cũng 10 triệu hả chú, hay nhiêu? 7 triệu. Nhỏ. Nhỏ nhưng mà cây này có đế nha. Nào cũng đế, vô bầu có đế. À. Cây này chuẩn bị lấy hột nè anh. Cây nào đây? Rớt nhụy rồi. Rớt nhụy rồi. Ừ. Ừ. Rớt nhụy rồi. Ủa đã không? Cây đẹp á. Bông dảo lên anh chị. Rồi cây này đẹp luôn nè. kính bông anh. Kính đâu? À, kính bông nè. Ừ. À, bông có bông kính, có bông không kính. Cây này mới giờ vậy mới vô. Mới giờ mới xuống đất ha, mới xuống bồn hả chú? Mới vô bồn mấy tháng. À. Cái bông nó đẹp á. Nè bông này nè. Ừ. Ngàn rưỡi cây mùa chiều nãy á. Ừ. Mới vô bồn mấy tháng. Cái cây trong đó tầm dấu. Đâu? Có dây trắng đó. Mấy cây này anh chị nào mà thích chơi cây zin đó. Đây cây này tầm dấu đây. Này cũng hai lớp bông à. Không làm mấy ông kia năn nỉ làm mới giống. Mấy con. Bông khéo à, ba cây giống nhau rồi nè. Không, bông này bự hơn. Chú có cây nào ba lớp bông không? Mình có, mình sao không đâu biết được. Không. Tại cây zin bông vậy là ok nè. Nãy giờ 4 cây ha anh Tú. Bông nó bự. 1 2 4 cây rồi. Lấy lát chọn ra cây nào đẹp nhất mình ghép ha.
còn nữa không chú Hùng? Cái này cắt được, lấy giống được. Cái nào ạ? Được. Nó ghép được. Được. Được, cắt này lấy giống đi. Non quá. Được quá. Cắt ngay cái bông đẹp luôn kìa. Đây hả? À, cái đó lấy được không? Mình đóng thân cũng đóng được. Đóng được không được hả? Không. Già quá hả? Nó già quá chứ đóng được mạnh đâu. Vậy là chú Hùng với anh Tú là coi như quyết định đóng cây này luôn á. Để xem cái đất nó như anh chị. Cây này kia nó đậm hơn. Cây này nó nhạt màu hơn á. Ừ. Nhưng màu mà này nó tiệp với kia. À. Tiệp với thằng góc đó. Chút nãy phải không? Ừ. Cái này 7 triệu nè chị. Ai thích cái mai zin alo cũng được ha. Vàng lá đẹp ha. Anh Tú đang lấy bo. Mình cắt vô dùng ghép luôn cái gì đâu. Cái này là gọi là lấy cái nhánh luôn Tú. Nè. Con đang kiếm cái bo đang đi săn luôn á, anh Tú bò. Đi săn á. Nhịn. Là nhiều cây lắm. Mấy cây này nó đã chỗ hết rồi, còn hột không à. Rồi. Còn cái nào đang có bông gió nhiều nữa không chú Hùng? Để đi cho này. Mấy mấy giống này chú ôm từ cây nào chú? Ươm mấy cây vàng đậm đó. Dạ. Ươm mấy cây vàng đậm với tàn ngang á. À. Như cái đó nãy 7 triệu đó. Như mấy cây này của chú là như là chú lấy từ giảo Thủ Đức hết phải không? Ờ, giảo Thủ Đức. À, thì gỡ mấy cây giống này bao nhiêu chú? Giống này là giờ bán chắc 8 ngàn quá. 8 ngàn cây. Nhỏ là 5 ngàn chứ. 8 ngàn. Cao nhất của nó là được cỡ 50 á. Không có đâu. Không có nào được 40 à. Nè, có cái 50 được mấy cây. Cắt lại á. Cỡ 40 đi ha. Đó, chiều cao cỡ 40, 8 ngàn cây. Từ 5.000 đến 8.000 cây, cây nhỏ 5.000, cây lớn 8.000. Trước cái giống cái hụt về là ương ra có bông mới là mới. Như là cây này bông chùm nè Tú. Ba lớp. Hôm bữa trên kênh có nhiều anh chị hỏi về dạo Thủ Đức ha. À, chú Hùng Mở là cũng là một trong những người là lấy dạo Thủ Đức chuẩn ha. Nè bên đây nè, chú gieo được ở 1.000 cây chưa chú? Nhiều chứ. Còn động. Chỉnh Tú. Nè, có cái bông của anh Tú coi. Bông nó chùm á mà coi nó chỉnh. Cái rồi. Này mặt bông đẹp á anh Tú ơi. Dày cánh á. Ừ. Ờ, bông này tròn dày cánh á. Ừ. Nè. Cánh nó dày nó không héo nè. Dày khích. Ồ, cây này đẹp nè. Cỡ cây như cây này nhiêu chú? Cây đó mình mới vô bồn chắc chưa giao lưu đâu. Nhưng mà nếu mà giao lưu thì cỡ tầm khoảng nhiêu chú? Cỡ chắc 5 triệu à. Có 5 triệu à. Ví dụ như chú sợ yếu chưa giao lưu hay sao? Hả? Yếu quá. Ví dụ như ví dụ như con lấy rồi để con nhiêu nè. Đó, đó, dứt liền đó. Dứt liền đó. Dứt liền á. Con lấy bớt cho con 5 xị. Cây đẹp, bông đẹp quá. Rồi. Đẹp hơn cây kia luôn. Anh cắt vô cắt cây này vô. Thôi mình lấy rồi cắt gì. Cây này chú có định ghép cây này không? Cây này thấy cũng đẹp nha. Cây này mình lấy làm gì già luôn chứ cắt gì nữa. Cây này thấy cũng đẹp nha. Nãy thấy anh cắt cái gì đó. Nè, chụp chụp là cắt lại cái bớt. Bỏ bớt nhánh. Cây này cũng đẹp á. Thằng này xin lúc Hồng ơi nè.
Được nè. Đi chèo cũng ghê nè. Được nè, được nè. Chưa thấy nó chỗ một nút mới được nhiều bông thôi. Được 4 bông mà mới thấy đi chỗ 4 bông à. Này cái nụ tròn luôn à, anh Tú ơi. Ừ. Nụ tròn được, luôn. Được, được. Cây được nè. Rồi giờ chú ơi. Chú Bụt dứt luôn. Bụt đã ha. Ừ. Trời vậy là cái này anh Tú chốt luôn rồi. Chết rồi. Anh Tú không tha. Nữa nữa chú, còn cây nào đẹp nữa không giới thiệu. Bên này còn không chú? Đó cây đó mà bây giờ anh Tú chưa có ok kìa. Anh chị nào có ok không? Chú Hùng ở là mới nói giá, giả sử mà có giao lưu là 5 triệu mà chú nói bây giờ sợ cái yếu anh chị không chịu, nhưng mà anh chị là chịu dứt luôn đi. Cái này chứ không bằng cây hồi nãy của anh đâu. Cũng đẹp nhưng không 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 sắc sắc bạc lắm. Anh Tú đi chứ anh Tú. Cây nãy bọc bên lớp luôn hồng. Ờ. À. Ba lớp nhìn nó cánh nó dày. Ừ. Anh chị mà muốn bông đẹp á mình phải chịu khó mình đi tìm. Em chỉ tìm giúp một phần thôi. Dù em đi tìm từng 50-70% vườn chứ nhiều khi mình cũng bỏ sót đó, mấy cây mà nó chưa nở anh chị, nó chưa chỗ mình đâu biết đâu đó. Anh chị nào mà có đam mê á, mà thích cây zin á, thì mình lên đây nè, vô vườn của chú mình đi từ từ gì đó. Này chứ anh chị phải dành một buổi nha, dành buổi mình đi sưu tầm đây này, này. Bán cho 10 triệu. Cái này 10 triệu hả chú? Ừ. Vành nó tầm khoảng cỡ trên 30 á. 3 mấy. Cái này xiên bông. Ủa cái lô kia chú lãi luôn hả? Làm hết mà. Hello hả? Làm lúc bữa mày quay mày quên. Mày không quay rồi mày bỏ đâu rồi mày không quăng lên. Đây có mấy cây có bông kìa. Đây, quay xong rồi quăng ém luôn rồi, không có đem lên nè. Ém luôn. để con qua để con quay lên cho không có ém đâu. Thấy đẹp là tôi giấu liền luôn chứ. Không có tung lên kìa. Giờ hỏi mình đưa kia coi. Đi trước ơi chú. Đi giữa. Dạ chú đi giữa nè. Nãy giờ đi được nửa vườn chưa chú? Chưa. À, anh chị thấy không? Nãy giờ đi ngẫu nhiên á mà có những cây khá đẹp á. Nãy giờ em thấy cây lời nhất là cây đầu tiên nha. Mình mua lời nhất nha. Dễ không? À. Vậy mà người ta không chịu mua chứ. Không, nhiều khi chưa gặp đúng người á chú. Chứ người ta tung lên cái là bà con thấy ok liền à. Bên kia chỗ đường anh Tú thấy mấy bông chỗ quá trời, chưa lựa được cái nào hết anh Tú. Không, bên đó không có. Mấy cây gì vậy? Mà tiêu chuẩn anh Tú cũng khó lắm anh chị. Đây có cây bông được cái nè. Đâu chú? Mình cũng được chứ. Thiếu nước. Thiếu nước ha. Cây này bông chưa khích lắm. Con ừ. Tay nó khô quá nè. À. Thấy không? Khi thiếu nước khô.
Hồi xưa mấy cây này chú trồng luôn hay là chú nó bứng chỗ khác về một số? Cây này là trồng đây. À, rồi chú lấy thường cái cây mai mà chú hay lấy hộp là cái cây nào chú? Thái Bình. Cây ông Tú. Cái nào ạ? Cây bên đó hả? Để từ 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 qua clip bên đó mình đi bên này rồi vòng bên đó. Nó coi coi bên này trước chú. Hai. Đẹp đó nè. Coi bên này trước đi. Chú này vòng. Em thấy bên anh Tú có cây nhỏ nhỏ quá trời bông kìa anh Tú. Đỡ cây này nhiêu chú? Cây này hả? Cây này 700. 700 ngàn. Rồi alo chú không mở liền. 700 ngàn đó là khỏi không hối hận nha chú. Đã chụp màn hình lại đó. Đó, đã chụp màn hình lại đó. Cây này hoành nó cỡ 25 28 á nha anh chị. Đó. 700 ngàn. Bông nè. 700 được không? Được chú luôn Hồng ơi. Bông nè, nút nè. Rồi. Ôi có cây bên này hoàng đậm nè. Cái này hoàng đậm nè anh Tú. Ừ. Mận nghệ nè. Cái này thì bao nhiêu chú? Cái này 1,5 triệu. Cái bông vàng đậm nè anh chị. Nè, hai lớp khích ha. 1,5 triệu. Bông vàng đậm. Đúng không? Hoành cỡ chừng 30 á. 1,5 triệu. Cứ cây nào mà nó hơi thiếu tàn xíu là chú bán rẻ à. Anh lấy rẻ. Đó. Nè, nó hơi thiếu tàn xíu bán rẻ luôn. Nhưng mà bông đẹp. Chú bán lô luôn cho lô không? Ủa bên kia quá trời bông mà không đẹp hả anh? Cũng đẹp. Cây đó anh không chấm anh Tú. Đẹp nhìn nó chưa phê. Chưa tới hả? Cái cây bên đó đó. Cây kia nhỏ kìa. Ừ thì cái nhỏ đó. Để đi chưa tới. Đây lai rồi đậm cái quay luôn rồi. Cái cây đó thấy được mà. Nhỏ này bông đẹp. Bông đẹp lắm. Hàng nhỏ bông đẹp giá rẻ dễ mua. Kìa cái cây cỡ đó nhiêu chú? Trời ơi cái đảo ta. Cái đó nhiêu chú? Cây đó hả? Mấy trăm. Cây đó. Cái đó quạnh có 20 á. Vậy vậy em 20 đâu. Chưa tới 20 á. À? Bao nhiêu chú? Cái đó cỡ 600 500 600 mà chứ. 600 500 là tới là 500 chú bán đó. Ừ. Ừ. Mà em kêu 20 mà anh Tú ép giá chú còn 18 à. 20 trở lại. Anh Tú xử luôn à. Nắm xị. Ôi cục khúc nè. Đâu để qua đó coi coi. Cây ít tiền quá anh Tú không lấy à, để bà con lấy. Cái bông nó không sắc sảo mà cái cách nở nè, không nở chấm nở rộ phải không nè, có cục này nè, cái nở chùm chùm nè, đó không ừ cũng là được cục phải không, thờ, không? Mà miễn sao nó cục cây sao giống như mốt cái cây gì đó, cái cây ở Sóc Trăng đó anh chị thấy cái cây nó cũng năm cánh mà nó nổ nguyên chùm á. Nó xiên bông. Chứ cây bông đẹp mà nó không xiên bông thì cũng biết không à. Cây này nó về cái độ rộ thì ok đó. Quá trời đất luôn. Cây này mà lật hết cái là nó chỗ ghê à. Rồi 500 hợp lý. Nhưng mà vẫn chưa vô được cái tiêu chuẩn của anh Tú. Cây này ngon hơn nè. Cây này bông ngon hơn nè. Cây này nhỏ hơn nữa nhiêu chú? Cây này hoành có 12. Cây này hoành 12. Dạ. Chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi bán phải không? Thôi như cái cây này cây này coi như giờ mua cây lớn tặng cây nhỏ đi. Ha chú ha. Cây đẹp quá mà cái nhỏ mua giá lớn nó bán liền à. Dạ. Sao nhỏ nè. Còn bên này của chú không? Sao nhỏ. Xuân Phương. À.
Ủa vậy vườn anh Phương bên kia hả? Ừ, đây nè. Anh Phương bên kia. À, vườn Trương Phương bên kia. Cây này cũng được nè. Cũng giống cây nãy à. Thua cây 600. Ừ, cây nó 500 mà 600 đâu? 500 hả? 500 hả? ép giá chú. Má vườn mà là đồng Tết cái này là chưa được rồi nè. Đó, cây đó cũng bông cũng đẹp á. Nó hơi nhung. Cái cây anh mới ấy là nó hơi nhung nhung á. Cánh nhung. Trời con quay chú khỏi lo. Tối về là có liền nha. À. Giao cho ông Hùng rồi. Giao cho ông Hùng rồi. Hùng. Cây nào chú? Hùng á. Cây này hả? Rồi anh Hùng mà nó anh dứt cây này rồi. Luôn rồi. Cây tàn đều quá ha. Cây này lửa lấy bông. Mà không thấy bông. Đây là lấy giống. Cây này. Ừ. Anh Hùng lấy. Không, mình à. Lấy giống. Cây này lấy bông. Ừ, lấy hộp luôn. Rồi cỡ cây này là cỡ nhiêu giống? Cây này cỡ 7 triệu. 7 triệu à? Hoành cỡ ba mấy hoành anh chị ha. 7 triệu. Cái này qua bên đây còn mấy clip nữa chú? Còn mười mấy clip nữa. Ồ, chú qua cái clip nào mà nhiều bông mà chú thấy đẹp nhất á? Thì clip này cho lên thôi. Chú đi ra anh kia hết rồi, kia lật hết. Kia nó hết bông. Có bông không biết, nó đâu có bông biết. Rồi nó tạt hết rồi. Giờ trong vườn chú cái cây nào mà chú thấy bông nó tàn sát nhất? Giờ mình chia ra hai loại, một là cái bông mặt bông đẹp, hai là cái bông nó chùm nhất. Hàng này là bông đẹp, hàng này mà giờ nó hết. Cái này hả chú? Ừ, anh Hùng lấy luôn cái này. À, anh lấy cái bự không ha. Cây hoành cỡ gần 50 không? 4 mấy 50. Rồi sao anh chưa bứng nữa? Mai đứng. À lẹ dữ vậy. Còn cái nào anh Hùng lấy nữa không chú? Còn 3 cây nữa. Có cho anh đường đi mình không? Đường này luôn hả? Có cho đường này có cây của anh Hùng không chú? Nào để chỉ con coi thử nha. Qua hết cây rồi. Còn nhớ cái cây bự kìa. Ngủ chết cha, sầu quá, mai tôi lính xịt rồi. Chút cái này của ta. Lên cây nè. Hả? Đâu? Cây này nè. Lấy luôn cây đó nữa đó. Lấy luôn nữa hả? Ừ. Cái nào nữa? Đó. Còn cái bự kìa. Bự nè. Kia kìa. Đây nè. Cái đó là mình trồng cây kia. Alo, nghe. Alo. Nghe. Anh Hùng ha, đang trồng cây ha anh Hùng. Để điện lại cho đang đâu yểu xong. Yểu xong hả anh? Ở này không chú? Alo. Ừ. Để anh điện lại. Đúng rồi. Cái này nè. Cái này là anh Hùng lấy ha anh. Ừ. À, chú. Ừ, cái này ha. Quay cái bước rồi không? Mà anh không có đặt cọc chưa chú? Quay. Ồ, cái này bông thơm nha. Cái này cái nhị chà bá luôn.
nghe không? Thấy gì không anh Hùng ơi? Hết rớt mạng. Rồi chắc rớt rồi, cái mạng không bị rớt rồi. Đây yếu xìu à. À. Rớt mạng rồi. Rồi cái bông của ảnh nè anh chị. Ngày qua coi mấy ông cuối nè, nó không bị rớt cánh được không? Hử? Cuối không rớt cánh nè. Đó, thấy không? Cây của anh đó hả? Ừ, ông cuối đó. U. Đâu nè. Ừ, mấy này mát cái bông còn nhiều. Ờ, mấy này mát chiều bông còn nhiều. Ừ. Bông trên này tú, bông trên này mới đẹp tú. Bông về dựng ra mày mới đẹp. Cây bông đẹp nè. Nó bông dựng ra bông nó thấy bự hơn. Cái nào? Đây hả? Ờ. Cây này nhụy nó to. Ừ. Nè anh coi đây coi cái nhụy nè, nhụy mới nè. Cái nó có chiều hổ tàn. Nè, có nhụy mới nè. Ừ, cái này nhụy hổ tàn nè. Có độc nè nè, buổi chiều còn nhụy nè. À. Bữa đi buổi chiều là còn nguyên chị luôn nè. À. Thường mấy con đẹp là nhụy buổi chiều nó rớt. Sao chú không cắt cái này ghép? Cái này thấy bông đẹp à. Cái này mấy năm lấy giống rồi cắt như nữa. Không ghép vỗ cây nãy á. Ghép hồi nãy. Cái tú ghép này. Cái này cái được á tú. Vô nó khác màu kia sao? Hả? Khác màu nó. Trời, thằng này nó đậm hơn hả? Hay sao? Ừ. Hả? Này đậm. Đậm hơn hả? Này nghệ mà. Có mà còn mua em mới đã. Cây đẹp nè. Còn cây nào đẹp giống như vậy nữa không chú? Cây bông viên đẹp nè. À, để mai mày thùng lên xin ít bòi ghép à. Xin cắt đi đủ. Rồi. Xin nó thùng đầu ngoài. Không có xin nó đâu có lên đâu. Hả? Đâu lên đâu. Không lên hả? Gì cây vậy? Bún vậy, chuyển tiền mà. Bông đẹp ha. Đẹp. Ừ. Giờ không có cắt nhanh thì qua vô ghép cây đó. Ghép luôn đi nè. Giờ cắt hỏng mét. Mét gì nãy giờ nó mét nãy giờ rồi. Bây giờ xin tiếp nè. Cái này tuyệt màu. Nhiều ra vô ghép được. Ủa. Rồi giờ mình vô mình ghép ha. Dạ. Nó chưa mình còn nhiều cây đẹp lắm. Cây đẹp chất của chú ở tầm khoảng cỡ nhiêu tiền chú? Cây này nó hôm trước là bán mấy chục á, giờ bán 20 à. À, giá thấy cũng dễ chịu quá anh chị ơi. Cái nào? Mà cây đẹp nhất của chú à. Không bán 60 mà bình quân như 20 nhiêu. Năm cây mặn trăm. Có cây mà 10 triệu á. Vô đây đi. Được nào. Có như là vô nè. Vô đường này. Có như là cây mà đẹp nhất bông mấy cây bông đẹp nhất của chú rồi cũng tầm cỡ 20 anh chị ha. Đó, giá cũng rất là bình dân. Có cây nhỏ ít tiền nãy đẹp á anh Tú. Rồi cây năm triệu. Cây mông. Ừ. Ủa cái cây bự còn đang có không chú? Bự á. Này có bông không? Cây đó nãy phải không? Ừ, đó đủ sức rồi đã lắm. Cây nãy phải không anh? Ừ. Cây 5 triệu hả? Ừ. Cái này phải về vũ ra vô chậu cứu lại. Xì quá nè. Đúng rồi hàng. Con nào? Ồ, cây này màu muốn đậm hơn cây lớn luôn hả? Phải không? Mà. Cây này muốn đậm hơn cây lớn luôn hả? Ừ. Hả? 9-10 á. Ừ. Cây được nè. Là cây nguyên nha. Cái đầu này hả?
cái này hả chú? Ừ. Cái này 2,5 triệu. Cây cao bự bự chứ cây này đâu lấy cây này. Cái nào? Cái này hả? Trong á, cây này đâu lấy trong bự. Cái nào 2,5 triệu chú? Thì viên vàng này lấy 20 cây rồi giá 2,5 triệu đi chê. Nữa hả? Ừ. Vậy. Đủ. Còn hàng heo vòng. Viên vòng này nè. Một vòng luôn lấy 20 cây mà nó 2,5 cây hả? Ừ. Rồi. Hoành nó cỡ 3 mấy anh chị. Cái này hoành 3 mấy nè. Đây cứ là phôi không có lỗ nữa. Ờ. À. Nó chưa nó biết. Đâu đây. Này lớn à. Thì 3 mấy hoành á. Ừ. 33 35 hoành. 2,5 triệu hả? Ừ. Kiếm một đẹp. Kiếm một đẹp chứ kiếm gì. Có nào không đẹp không anh Tuấn? Đẹp nhiều. Sao? Mua đẹp quá cho mua để hư. Chú ơi, nhổ chú ơi. Cái gì? Để rồi. Hả? Nhổ cho anh Tú đi chú ơi. Thú dễ rồi. Nhổ liền hả? Ôi, có bông đã rồi nè. Nhổ bỏ hả? Nhổ bỏ cho anh Tú đi, thú dễ rồi. Được, được, được. Chết rồi, cây nó bị hư rồi. Bông giờ nhổ đi. Bông cục cục không mà hư rồi. Ờ, cây này bị hư rồi. Bông gì bị vàng hết rồi, đen hết rồi nè. Rồi gì nhổ lên. Nó đen. Ok đi. Cái bông còn dính dạ, nó đen. Dạ, vô chậu chú. Xả vô chậu ra giữ lại để nó hút luôn á. Cỡ này nhiêu tiền chú? Cái đó mình không giao lưu mình đâu biết. Cái này cây tặng. Ba. Cây đó chắc hàng tặng luôn rồi, mua cây lớn tặng cây nhỏ. Hôm mình lên ghép anh Tấu ơi. Cây này không có nhỏ là hư chú ơi. Hư hả? Nó bị thối lắc hả? Sâu quá. Trồng sâu quá. Giờ nhỏ lên coi nó làm sao. Rồi xả tàn. Ừ. Đưa con dưỡng cho. Cái gì cũng đưa con hết, tóm lại đưa con. Gom lại đưa con. Gom lại rồi hết đưa con. Mấy thằng nó kiếm cái gì thằng này. Cấp dây mà nó chê gì trời. Nó đầu bông tịnh không hàng sao đó. Cái này 35 hoành luôn à. 35 38 hoành á. Thì lấy gốc về. Cứ lấy phần lỗ lỗ đó không. Ừ. Đó nè, cái dàn điều nè. Ừ. Cái bông này hơi nhỏ, nó che bông. Lấy phôi mà. Cái này bông nó không có này bằng mấy cây kia. Nhưng mà anh chị mà mua á, mình lên đây mình coi bông thời điểm này là có nhiều ha. Đi này ha anh. Này lên đó luôn. Rồi, chú đi trước đi. Cái này cỡ cái này nhiêu chú? Cái này giao luôn 10 triệu anh. 10 triệu cái này. Ồ, hoành nó tầm khoảng cỡ 45-47 á. Chiều cao 2,5 m, ngang 2,8 m. Không ai chịu. Sao chú? Tính bán là mình cho trống cây trong kìa. À. Ủa lít này. Mông đẹp, nó làm nó mất vậy chắc. Cái kia đẹp quá ha, đẹp không đó. Ừ, nó cũng đẹp. Cái cao phải không? Cái lùm nè. Nào. Cái lá xanh đó băng qua đó. Thì cái bông á. Cái đó cao mà lùng đó. Cây này cao 2,5 m đó. Này dạng này dạng cánh to ha. Cánh to. Nó tàn không bị lật phải không? Thì tàn nó cúp cúp phải không? Ừ. Buổi sáng thì nó tươi nhưng mà buổi chiều là chật nhất. Cái chiều mà tàn không lật đâu là được. Chung là cây bông đẹp lắm mà sao chứ không? Cái này ha anh. Cái này bán chưa chú ơi? Lý do sao không bán? À. Giống như cây lấy giống hả chú ha? Cái vàng bố mẹ. Đó, thấy cái hộp kìa. Cái cưa nè. Cỡ vài tháng nữa có hộp, cái vô mình lấy hộp trồng. Không lên nó rồi, chùm gì. Hào hào nó, chùm.
Cây này cánh cánh đẹp à. Ừ. Tàn răng. Bông đẹp nè. Tàn răng chứ mấy tàn đào. Bán rồi hả chú? Bán rồi. Lỗ hàng nào cũng đẹp chứ anh, đi không bật. Hả? Lỗ hàng nào một hàng cũng đẹp á. Nguyên này hết chứ. Cái bóng đẹp nè. Ừ. Ở chỗ hết rồi. Này rất nhị hết mà vẫn còn hết nè. Bông rồi tàn hết rồi. Cây chắc có chịu rồi. Cái này mấy trăm chung? Đẹp lắm. Cây đó hoành 20 à. 25 28 á. Cỡ cây đó nhiêu chung? Cây đó chắc chừng 2,5 triệu. 2,5 triệu. Rồi cây bông đẹp chiều cao 2,5 m đó anh chị. Ha, ngang của nó tầm khoảng cỡ 1,5 m á. Rụm lại cây còn lá đẹp luôn kìa. Đó 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 đó, đó. Thấy không? Đó. À. Cây cây lá, cây còn lá phải không? Ờ, cây còn lá cũng đẹp lắm á. Đó. Cây còn lá này là nhiêu chú? Cây đó 2 triệu. 2 triệu còn rẻ hơn nữa. Mà cây còn lá nó là nó hoành tới cỡ 30 có á. À, nhưng mà nó lùn hơn. Cây này cao cho nó 2 m thôi, tán ngang 2 m. Ok, tàn đều á. Tàn đều. 2 triệu. Có cây bông đẹp chơi. Tính ra rẻ nhất của chú nãy giờ là 5 xị là có cây bông đẹp chơi rồi. Không. Có cây nào rẻ hơn 5 xị nữa không chú? Tại mình không bán chứ. À, vẫn có nữa ha. Nhưng mà để dành cho hàng tương lai ha. Hoàng kim chú. Hả? Ai biết không nó. Mình là hoàng kim không phải không? Mấy cây tôi quý chú bỏ rồi. Mình gốc chài mà nó. Vú sữa hoàng kim hả chú? Nó thành tin là mình à, trộn chiều con lính vậy nghĩ. Chưa vô mà không chết được không? Hỏi vậy thôi coi. Chú hủ hỏi đi. Thử chết rồi chú. Rồi giờ mấy chú cháu mình lên ghép cái cây hoàn thiện một cái mặt bông mới nè anh chị. Nãy giờ anh Tú sưu tầm như có 2 cây phải không anh? Đây à. Đây củi quá trời nè. Thôi. Bên này. Biểu diễn công lực anh Tú ơi. Hả? Biểu diễn công lực đóng thân hai đầu. Cái này anh xoay lại được không? Anh xoay lại cái mặt này nó sáng nè. Nó nặng sáng lắm rồi. À. Nặng không? Ừ, không sao. Anh xoay cái mặt ghép qua đây nè. Nó sáng. Qua một miếng nữa nè anh. Thôi, đó. Chưa. Rồi đó giờ anh chị xem nè. Giờ vậy sao dính thế nè? Cưa cái đó là xong. Chú không có cưa rồi nè. Là chú định ghép vô đó hả? Cưa cho nên đó. Chắc giờ nó mà đóng mấy cái. Một cái thôi. Đóng hai cái. Hai cái hả? Hai cái dư. Nếu mà đóng cái đây một cái nè, đây một cái nè. Rồi ok. Rồi bây giờ giờ chú cho anh Tú đóng luôn phải không? Đóng đi. Rồi bây giờ anh Tú sẽ tay nghề của anh Tú à, biểu diễn như thế nào? Biểu diễn. Bây giờ sư phụ đạt thành tích. Thì chú có đóng đâu cái? Giờ anh Tú đứng bên công anh Tú đóng được không? Đây đúng không? Anh Tú. Rồi. Về nãy lấy con dao theo. Giờ anh Tú biểu diễn đóng hai đầu phải không? Ừ. Anh chị đã biết ai biết đóng hai đầu chưa? Để quay cận cảnh cho ảnh nè. Ừ, có vẻ là thành thạo dữ lắm rồi. Đây là lần ghép thứ mấy của anh cái đóng hai đầu này. Chắc cái bữa thứ hai quá. Thứ hai, cái bữa
cái bữa bữa trước là bữa đầu tiên phải không, bữa nay bữa thứ hai nè. Dạ vậy quá chị, vậy đúng không? Mà thấy có vẻ ảnh rất là thần thục anh chị, lần thứ hai đóng thân kiểu này. Đấy. Chú không mở có đóng kiểu này lần nào chưa chú? Chưa. Rồi vậy bữa nay chú không, chú phải kiểm tra kiểm soát coi gia cơ đệ tử đóng à, để coi coi mốt ảnh ảnh đóng vậy có lên không, có lên mạnh hơn bình thường không thì chú kiểm chứng nữa nha. Thường thường đóng thân rồi trước là ta cắt có một cái đúng không chú? Ừ, hai đầu. Này chơi ảnh chơi hai đầu rồi, bây giờ khúc này khúc quan trọng nè. Cái bo lúc này nó ngon ra thật ngon hả, giờ cho ảnh chọn á. Dở quá, nó yếu ha anh. Ừ. Cái thằng này mập hơn nè. Dạ. Cái lá sống đó. Cái sống luôn hả? Từ này nó nhỏ quá hả? Mỏng, yếu. Mỏng quá hả? Ừ. Cái này đẹp không chung? Ừ. Cỡ cái này là giá nhiêu chung? Cái này 3 triệu. À, hoành nó cũng cỡ 28. Đó, bò đã nè, quất cổ dài luôn nè. Ghép có một cái mà anh cắt dữ vậy. Bò chú Hùng hàng hè mà hàng hè mà. Một cái mà. Mấy hai chú ạ? Ờ hai. Vậy là sau khi đi một tiếng đồng hồ đi xem đi kiếm cái bò đẹp, lấy cái bò gần nhất, cuối cùng lấy cái bò gần nhất nhưng mà chắc cái cây này bông nó cũng đẹp giống mấy cây hồi nãy giờ mình coi ha chú. Bông nó từ đẹp với bông này. Xích xích qua đây cho em quay cá nè. Mày xem anh ghép hai đồng như thế nào anh chị nè. À, đợt này có vẻ anh làm kỹ dữ lắm nha. Đâu? Đâu nào? Sáng này hả? Trời. Ủa vậy là chắc hầu nào sáng hầu trưa quanh lại. Đổ nước dính nước dính đất anh. Ừ, phải ngủ thôi. Trưa quanh lại chắc. Không, không sao. Giờ trưa này quanh lại chắc lấy rồi. Rửa nước không? Rửa nước không? Thôi khỏi. Ở rửa nước nó bị nó hư luôn á. Phải không? Khoan, xem mượn cái bo của ảnh nè anh chị. Đây. Ảnh dẹt ngang giữa dẹt đều luôn ha. Còn hai bên là ảnh dẹt vô nè. Anh hai bên này anh không dẹt đều, anh dẹt bên dài, anh bên ngắn vậy. Đâu? Cái đâu quan trọng đó. Không quan trọng phải không? Rồi anh sẽ hướng ra gì? Anh chị thấy không? Đó, anh sẽ đóng cái gì? Chậm rồi, vô cái bò mới khó. Từ từ. Khoan. Anh đứng bên kia mà. À, đứng bên kia rồi thấp xuống cho em lấy cái hình luôn nè. Rồi. Từ từ. Làm đẹp luôn chứ. Đó, qua đó rồi. Rồi, anh cúi xuống đi. Cúi xuống nữa đi. Bỏ cái nón lên giờ. À, vớt lên thôi. Đó. Rồi. Rồi, xem cú đóng lịch sử của ảnh nè. Được chưa? Rồi. Da già nó dễ gãy lắm, mà gãy cái rồi xong luôn. Con dao này khó đóng lắm, có dao thân dễ hơn. Dính đâu sư phụ? Được rồi đó. Hả? Được rồi đó. Được không? Được không? Luôn kèo đây. Được luôn kèo. Chỗ dưới còn hơi dày chút xíu phải không? Ừ. Chỗ này nè. Nó hơi cộm như đây chứ ba nè. Rồi bây giờ anh quấn lại. Khó cộm.
anh chị đang xem có ai mình đã làm theo cách này chưa, mình cho cái comment bình luận sự phát triển của cái này đi. Này chú Hùng muốn gài kèo mình nè, ngay nhắn giờ làm sao mà bó vô cho sát anh nè, chết chú ơi. Anh trên, lên trên, lên trên đây trẻ qua anh kia, trẻ lên trên kìa, đó đó, lên trên luôn, trên lên trên này luôn chưa, lên trên đây mới kính ngược lại ha. Ừ, làm ngược lại rồi quá kỹ luôn. Này mình phải làm cho nước nó không vô cái lỗ luôn phải không? Nó cái này mình sẽ bọc mà. Bọc nữa mà. Bây giờ chú có cái keo mà keo tự quỷ ốp vô giọng kính nè. Khỏi châm luôn á. Được. Được. Không có keo đó. Chú có keo tự quỷ luôn hả? Không có. Có siêu tầm mới có chứ, mình không có siêu tầm, mình làm nông dân thường mà. Rồi hết cuộn keo rồi, có một khác rồi đâu nữa nè, đây phải không? Đây thấy đủ rồi đó, đâu đủ đây, không lệ, không lệ chút đi. Dày thì ghê chứ. Ừ. Mấy năm rồi không dày. Dày này khó tách lắm. Không vào luôn. Nó dày gần 3 mi luôn mà. Ừ. Trời. Được. Được lấy một kéo. Không cái tách cái đâu ok đã. Thôi hợp. À, lần thứ hai làm có vẻ là thành thạo luôn ha chú. Anh mới ghép lần thứ hai á. Anh nhắm đó anh bự á, không được. Nên nè. Bự quá dày quá. Cỡ này bánh tre ghép là cỡ cả trăm bo, mấy chục bo. À, anh chị nhớ cái này giặt ngang nha, chứ không phải giặt xéo nha. Giặt ngang để ốp vô mặt song song của nó đó anh chị. Ở này mà ảnh giặt cũng dài dài á. Giặt dài chắc ăn hơn. Ăn nhiều hơn đúng không? Ừ. Chứ cái mỏng cái nữa mà dài chắc ăn hơn. Kiểu mình sợ mà. Dài quá ha. Dài nó ăn mới ghê. Đó, này nhét vô có vẻ ok nè. Đó này khó nhét rồi nè, nó dày quá nè. Không để lưỡi dao dưới. Để lưỡi dao dưới. Rồi. Alo. Alo. Nghe nha. Nãy giờ em đang quay mấy cây của anh. Ở đâu? Hả? Ở chung mở hả? Sống yếu quá. Sống yếu quá ha. Chở nè, mai chở cho anh.
Mai chở ha anh, chú cầm mà. Mai chở. Nãy giờ chở lên trên á. Nhưng mà giờ chú Hùng xin lỗi anh cái có ăn cây là của anh là chú bây giờ lỡ bán rồi đó. Sao vậy anh? Dạ. Không có cây của anh bây giờ có cái anh này anh lỡ anh chốt rồi. Anh đưa tiền tươi luôn. Anh có cái anh này anh lỡ anh đưa tiền tươi luôn. Anh này nè. Ông chú Hùng không dám bán đâu. Nay kiểu ghép kiểu ghép hai đầu nè anh. Thí nghiệm cây này thử coi. Tủ ghép tủ ghép. Có này vô mình giá. Vô giá. Mình giá tàn để làm sao bán ra để anh chê quá. Ghép bằng bo vậy nhiêu tiền? Vô giá. Vô giá, lên, vô giá lên tính tiền. Vô giá nhìn mặt tính tiền. Anh nhìn mặt tính tiền. hồi nãy thấy cái cây có một cây của anh Hùng ở của anh Hùng mà đẹp lắm anh Hùng ơi. Cái cây nào nãy cái cây đó cây nào chú? Cây bự. Dưới. Cái cây mà ở dưới kế bên cái bờ kênh á. Vậy được rồi. Cái bông đẹp lắm em có quay cái bông đó à. Tối về anh coi. Cái đẹp đó, bông đẹp đó. Ông vuốt bông hết rồi mà nghe thấy chú vuốt rồi chú Hùng vuốt bông hết rồi. Vuốt mà nó còn sót nó lên đó. Nó trổ bông. Chỗ bông gió. Chỗ bông gió. Cái chứ. Chỗ bông lại. Bán cho con. Alo. Tú là phải giá hữu nghị đồ đi mốt tụi con quảng cáo lần cho khách xuống về xuống. Alo. Bông nghẹn á. Có một cây nhỏ đó thấy bông đẹp lắm mà chắc anh Hùng chưa thấy. Một cây 500 nghìn với một cây 5 triệu. Thì em nói giảnh đi. Ừ. Bông đẹp đó nè, hồi nãy có thấy. Dạ, yeah, nãy có quay. Kêu tài xế điện cho em cái. Cây của anh giờ là ở chỗ Hùng bông đẹp không à. Cái là đưa tài xế, đưa số cho em, điện cho chủ hàng phải không? Đẹp lắm. À. Bông chú Hùng tôi chơi là tôi gì vậy, tôi có một cái tôi ghét cái bị lủng nhiều quá rồi thôi, chứ còn nó dùng bông không có chỗ nào chơi á. À, cái cây mở trước mà anh để lên cái hình cái cây bự bự là cây của chú Hùng mở luôn ha, hay cây nào anh? Rồi. Chú Hùng mở á. Ồ, cây đó đẹp ghê ha. Ông nuôi bông đâu chịu nổi tôi đâu, tôi nuôi đặt cứng cây luôn á, chứ không có cây nào đặt đâu. Ông nuôi đâu chịu nổi tôi. Rồi, chê. Chê. Cho ăn đồ bổ không à, cho ăn đồ bổ không hả sao bên đây là nuôi cây là để là làm mẫu không, còn ổng nuôi gì đâu mà đây đang chưa cá không rồi còn trên đó ăn đồ mẫu đồ bổ không ăn cho ăn đồ bổ không cây của anh trồng hết chưa đồ bổ gì đâu, đâu có gì ăn đâu, tháng cho ăn lận gì đâu. Cây anh cho ăn hết chưa, trồng hết chưa anh Hùng? Chú đầu tư đâu vô trồng hết rồi em, cứ với cua dạng hay sao mà hết rồi hả? Giờ cái cây kia chuẩn bị chừng nào ghép? Chị vô đâu tới đâu vô? Cái nào em? Cái cây mà bự nhất của anh đó. Không tới luôn. Cây đó là chắc tháng 4 tháng 3. Có bo em ngồi chị. Nó lên xong là cắt luôn. Vậy bữa em có quay ở chân nhân chặt nữa nè. Bỏ luôn. Để nào quay cái anh chơi. Để cao đi. Không, anh khác. Bỏ bớt. Quy khu hiểu nè. À, anh khác nữa. Rồi mốt lên nữa, giống vậy nữa. Em chồng chồng lắc nhiều cái dừa lắm, lòi ra nhiều lắm. Tại bây giờ tụi nó thấy vậy vui vui á, nó lòi ra nhiều lắm. Dạ. Để nào lên cái anh chơi. Xong rồi. Dạ. Trên 100 vườn mai luôn mà. Thôi rồi, cứ trước đi để kiếm về. Không cho cưng. Mà nó trong cái vàng không à. Dữ vậy. Này thấy không? Chắc cũng dưới rồi nè. Dưới hết rồi không? Anh có người địa rồi đâu? Không. Dạ. Không hạ là. Rồi vậy hả anh? Thiếu người nữa. Giống vậy. 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 Giống vậy nó chơi góc nào góc nấy tới cả tỷ mấy mà sao em bận bị ghê vậy. Góc bây giờ nó chơi cả tỷ mấy góc á. Bữa nào lên đó lên vườn tham quan anh Hùng tiếp nha anh Tú, bữa nào có lên không? Rồi em quay đi. Ủa, lên chứ mai bứng da dao là có qua không còn tính hả có qua không hay là tự da ấy luôn. Để coi chắc sáng con chạy qua, qua chú bấn đi để hẳn ra sáng chạy qua cũng được. Rồi con kêu chơi. Kêu cẩu hả? Cẩu gì cái cây mai đâu có lớn gì đâu, cẩu chú.
hay đi xe thùng? Sông lớn đó nên nên không, đi. Không có đi xe thùng. Dạ. Xe thùng bến kia, xe thùng bến qua phải không? Xe thùng ở dưới á, thằng Tý nó kêu một con. Con tại con lấy hai chỗ lận. À. Dạ bữa nào anh Tú ơi. Chú Hùng ở đâu nào lên Nhân Trạch tham quan chơi. Anh Hùng ha. À vậy đâu vậy. Hả? Bữa nào rủ anh Tú chú Hùng ở. Sao giờ chú Hùng không đi không? Rủ không lên chơi. Kìa. Chưa đi được đâu. Không chuyện nó nhiều. Thì bữa nào chú rảnh đó lên chơi mấy anh em chơi. Không chuyện nhiều lắm. Bữa đi sắp xếp chứ. Không rủ ông đi vòng vòng lên đây chơi tâm quan chứ mà bả giữ lên riết rồi đi vòng vòng lên đây chắc ổng đi vòng vòng. Rủ chú đi ăn. Ừ. Thư giãn. Đi gì ăn cá bông xào nướng hả? Cá bông xào nướng. Bây giờ con cho lên con cho ăn dọc lớn lớn không à, khỏi lo. Rồi bây giờ em chào anh Hùng luôn nha. Rồi bye anh. Rồi. Ủa đang quay hả? Đang quay anh. Trời đất không đủ. Trời chơi chứ sợ gì. Rồi. Bây giờ tới đây mình cũng chào bà con luôn. Rồi. Chú Hùng ơi. Chào Sài Gòn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip tiếp theo nha.